Hello, xin chào các bạn. Wow, chúng ta có khu khủng long Ankylosaurus. Wow, và những chiếc xe công trình các bạn. Wow, Ankylosaurus. Wow, đang cố tấn công những chiếc xe công trình các bạn. Wow, chú khủng long có vẻ đang giận dữ với những chiếc xe công trình. Wow, wow, anh ta hút ngã những chiếc xe công trình luôn các bạn. Wow, còn đây là Triceratops. Wow, khủng long tay giác ba sừng tam giác long Triceratops. Wow, và chúng mình cố gắng hút ngã những xe công trình luôn các bạn. Wow, rất là hung dữ. Wow, Triceratops. Oh, còn đây là anh bạn Happy Dinosaur, một chú khủng long khá là thân thiện các bạn. Wow, anh ta đang đi quan sát tình hình các bạn ơi. Wow, anh bạn Happy Dino đang đi quan sát tình hình. Wow, oh, ở đây có một chiếc xe đang nhốt những chú khủng long các bạn ơi. Wow, wow, một số chú khủng long đang bị nhốt trong những chiếc xe vận chuyển Dinosaur Transporter. Wow, oh, còn đây là công viên kỷ Jurassic Park, còn một số chú khủng long đang ở đây. Wow, còn một số chú khủng long và những con thú đang bị nhốt ở đây các bạn. Wow, chú khủng long của chúng ta đang bạn bè với những bạn của mình. Wow, wow, anh bạn Happy Dino. Oh, anh ta cầu cứu hai chú khủng long T-Rex các bạn. Wow, và những chú khủng long T-Rex của chúng ta sẽ làm gì đây? Wow, hai bạn khủng long T-Rex của chúng ta đang bước đi các bạn. Wow, oh oh, nhà anh bạn của chúng ta đang bàn kế hoạch để giải cứu những chú khủng long khỏi công viên Jurassic Park. Wow, anh ta đã tấn công rất kịch liệt vào những chiếc xe. Wow, anh ta đang có một thái độ rất là hung dữ các bạn. Wow, chú khủng long T-Rex. Wow, rất là hung dữ các bạn. Oh, đây là Jurassic World, một chiếc xe Jurassic World. Wow, anh ta đã hất tung chiếc thang rồi. Rất là khỏe. Wow, wow, thành bạn T-Rex màu cam cũng đã hút tung chiếc xe rồi các bạn. Wow, hai chú khủng long cùng nhau hợp sức tấn công chiếc xe. Wow, rất là hung dữ các bạn. Wow, hai chú khủng long của chúng ta khá là hung dữ các bạn. Wow, và đây là chiếc thuyền thang của chúng ta các bạn. Wow, chiếc thuyền thang cố tấn công lại hai chú khủng long. Wow, và chú khủng long mà đớp lấy chiếc thuyền thang và hai gục xuống thuyền. Wow, rất lợi hại T-Rex. Wow, hai chú khủng long T-Rex của chúng ta cùng nhau hàng gục chiếc trực thăng các bạn. Một rất là hung dữ luôn. Wow, những chiếc xe đang bị hạ gục. Wow, những chiếc xe tải đang bị tấn công. Hàng chú khủng long của chúng ta đang rất là giận dữ luôn. Wow, wow, mà một chiếc xe tải nữa đang trong tầm ngắm của chú khủng long T-Rex. Wow, ta đã hạ gục rồi. Rất khỏe các bạn, khủng long T-Rex cực kỳ khỏe luôn.
Wow, Jurassic Park có rất nhiều chú khủng long đang bị nhốt bên trong các bạn. Wow. Còn đây là chú khủng long Therizinosaurus các bạn. Nó là khủng long Therizinosaurus. Wow, Therizinosaurus đang cố tấn công khủng long T-Rex. Wow, anh ta dùng những cái móng vuốt của mình để tấn công về phía khủng long T-Rex. Wow, chú khủng long T-Rex đã phản đòn. Wow, rất là khỏe luôn. Wow, đã hạ gục Therizinosaurus rồi. Rất là khỏe, T-Rex đỏ. Wow. Ở đây xuất hiện một chú khủng long Giganotosaurus và Indominus Rex nữa các bạn ơi. Wow, thêm hai chú khủng long săn mồi nữa. Wow, những chú khủng long này định đến và tấn công hai anh bạn T-Rex. Wow, hai chú khủng long T-Rex đang gặp phải những đối thủ rất là đáng gờm. Wow, Giganotosaurus đang táp vào đuôi của T-Rex và Indominus Rex cũng vậy. Wow, hai chú khủng long này khá là hung dữ. Wow. Wow, có vẻ như chú khủng long T-Rex đang bị dồn ép. Wow. Nhưng chú khủng long T-Rex này đã xuất chiêu. Wow, rất là nhanh, anh ta đã hạ gục tất cả. Wow, rất là lợi hại và rất khỏe luôn. Wow, anh bạn T-Rex này đã trở lại. Wow, hai chú khủng long T-Rex của chúng ta quá là xuất sắc. Wow, hai chú khủng long cùng nhau hợp sức để mở cánh cổng công viên Jurassic Park. Wow, có vẻ là hơi khó khăn. Wow, có vẻ như sắp được rồi các bạn. Wow, như vậy là đã giải thoát được những anh bạn khủng long ở bên trong rồi các bạn. Wow, bên trong có khá nhiều những chú khủng long các bạn. Wow, đầu tiên là một chiếc xe dinosaur transporter, một chiếc xe vận chuyển khủng long các bạn. Bên trong có những chú khủng long mini điển hình như là đây là khủng long Dilophosaurus, khủng long hai men. Wow, khủng long hai men Dilophosaurus. Wow, đến từ Jurassic Park, khủng long hai men Dilophosaurus rất là thông minh, một loài khủng long săn mồi khá là dữ tợn. Wow, tiếp theo là anh bạn mini Velociraptor, khủng long săn mồi, chim săn mồi tốc độ Velociraptor Beta các bạn. Wow, một chú khủng long khá là thông minh xuất hiện trong Jurassic World. Wow, đây là những chú Velociraptor bước vào từ những cái lồng trong Jurassic Park. Tiếp theo là khủng long đầu bò Carnotaurus. Wow, đây là một loài khủng long có cái đầu khá là to và nổi bật luôn, khủng long đầu bò Carnotaurus. Một loài khủng long săn mồi rất to và hung dữ. Wow, Dilophosaurus và Carnotaurus. Wow, tiếp theo một chiếc dinosaur transporter nữa, có một số chú khủng long ở bên trong nữa nè. Wow, bên trong có khủng long cá khổng lồ Mosasaurus, chúa tể đại dương trong kỷ Jura, một loài khủng long săn mồi rất là dữ và to lớn luôn, Mosasaurus. Wow, một loài khủng long săn mồi gây khiếp sợ cho những loài khủng long khác sinh sống dưới đáy đại dương cũng như những loài cá và những sinh vật khác. Wow,
Mosasaurus. Wow, còn đây là khủng long lưng gai Stegosaurus. Wow, khủng long lưng gai Stegosaurus có vây lưng. Wow, đây gai góc các bạn, và cái đuôi dùng để tự vệ. Stegosaurus dùng cái đuôi của mình để quất vào kẻ địch khi tấn công cũng như tự vệ. Một loài khủng long ăn cỏ trông rất hiền lành nhưng rất khỏe. Wow, đây là những chú khủng long Stegosaurus bước ra từ Jurassic Park. Wow, rất to lớn các bạn. Tiếp theo là anh bạn khủng long T-Rex Tyrannosaurus Rex. Loài khủng long rất nổi tiếng trong Jurassic World. Khủng long bảo chúa. Wow, Tyrannosaurus Rex với tiếng gầm rất là uy lực luôn. T-Rex đang tấn công Triceratops, hai loài khủng long săn mồi. Wow, và bên trong chiếc Dinosaur Transporter này cũng có một số chú khủng long nữa nè. Wow, tiếp theo là khủng long ăn cỏ Ankylosaurus. Wow, khủng long này có bộ giáp trông như là một chú nhím các bạn, rất là gai góc và cái đuôi hình quả chùy cực kỳ lợi hại luôn. Wow, Ankylosaurus. Ankylosaurus và Stegosaurus. Wow, đây là Ankylosaurus bước lên từ công viên cây Jura. Rất là ngầu và rất lợi hại luôn. Tiếp theo lại là Dilophosaurus các bạn. Khủng long hai men Dilophosaurus, một loài khủng long săn mồi theo bầy. Rất là đoàn kết. Đây là hai chú khủng long Dilophosaurus của chúng ta. Một chú màu xanh, một chú màu nâu. Với hai cái mang rất là to nổi bật. Wow. Oh, Dilophosaurus và Velociraptor rất là kịch liệt. Tiếp theo là khủng long Tyrannosaurus Rex nữa các bạn. Khủng long bảo chúa. Hai chú khủng long bảo chúa của chúng ta. Wow, rất là hung dữ và ngầu. Cực kỳ ngầu luôn. Một loài khủng long săn mồi rất nổi tiếng là hung tợn và rất khỏe luôn, gây khiếp sợ cho những loài khủng long khác. Hai chú T-Rex. Wow, tiếng gầm rất là đanh thép các bạn. Tiếp theo là Indominus Rex, một loài khủng long hybrid với bộ gen rất đặc biệt được lai tạo giữa Velociraptor và Giganotosaurus. Wow, Indominus Rex, một loài khủng long săn mồi cũng khá là hung dữ luôn. Wow. Wow, Indominus Rex bước ra từ Jurassic Park nè, với bộ chi trước cực kỳ lợi hại. Tiếp theo là anh bạn Velociraptor nè các bạn. Velociraptor, wow, khủng long săn mồi tốc độ. Thân hình không quá to nhưng rất nhanh nhẹn và rất lợi hại khi đi săn mồi. Những chú Velociraptor, wow. Velociraptor đang tấn công Therizinosaurus các bạn. Wow, những chú Velociraptor hợp sức với nhau hạ gục Therizinosaurus. Còn đây là khủng long T-Rex nữa. Wow, khủng long của chú T-Rex các bạn. Rất là ngầu luôn. Wow. Oh, đây là một loài khủng long ăn cỏ tam giác long Triceratops, khủng long tê giác ba sừng các bạn. Một loài khủng long ăn cỏ khá là hiền lành nhưng rất là khỏe, luôn biết cách tự vệ mình trước những loài khủng long khác. Wow, bằng cách hút vào cái địch các bạn, rất giống đặc tính của loài tê giác. Wow, đó là hút vào cái địch. Đây là những chú khủng long Triceratops bước ra từ công viên kỷ Jura.
rất to lớn và rất cơ bắp luôn. Tiếp theo là khủng long sát thủ Indoraptor, một loài khủng long đột biến được lai tạo các bạn. Indoraptor và Indominus Rex nhìn rất là hung tợn. Wow, nhìn rất là hung tợn luôn các bạn. Indoraptor và Carnotaurus dù kích thước nhỏ hơn nhưng Indoraptor chiếm ưu thế các bạn. Wow, và đã hạ gục Carnotaurus rồi, rất là lợi hại. Tiếp theo là một chú khủng long bạo chúa T-Rex nữa. Wow, còn đây là khủng long Giganotosaurus, khủng long ăn thịt khổng lồ Giganotosaurus. Giga nó nghĩa là to lớn các bạn. Wow, những chú khủng long Giganotosaurus bước ra từ Jurassic Park, rất to và rất hầm hố. Wow, còn đây là khủng long móng vuốt Therizinosaurus các bạn. Wow, thị giác khá là kém nhưng mà khả năng săn mồi của anh ta thì tuyệt vời. Khủng long Therizinosaurus với bộ móng vuốt rất là to lớn phía trước luôn. Wow, bộ móng vuốt này để giúp anh ta hạ gục Giganotosaurus. Còn đây là khủng long ăn cỏ khổng lồ Brachiosaurus, một loài khủng long to lớn xuất hiện trong kỷ Jura cách đây 65 triệu năm. Wow, kích thước của loài Brachiosaurus là to lớn và khổng lồ, nặng đến hàng chục tấn và cao đến vài chục mét luôn các bạn. Wow, đây là khủng long kẻ Plesiosaurus. Wow, một loài khủng long đến từ những vùng đại dương trong kỷ Jura. Wow,
đây là Spinosaurus, khủng long Spino các bạn. Khủng long cá sấu. Wow, một loại khủng long có hàm răng như là cá sấu các bạn. Rất là to lớn, có khả năng hạ gục những chú khủng long cực kỳ to và hung dữ, kể cả T-Rex, Carnotaurus hay là Indominus Rex luôn. Wow, kích thước của Spino rất là to các bạn. Spino khả năng hạ gục T-Rex luôn các bạn. Spino và T-Rex, wow, chỉ với một cú táp dị nhất. Oh, còn đây là linh dương đầu bò đến từ châu Phi các bạn. Wow. Tiếp theo là một chú bạch tuộc các bạn. Wow, Octopus bạch tuộc với những cây xúc tu. Đây là chú bạch tuộc của chúng ta. Wow. Đây là chú khủng long Ankylosaurus. Wow. Khủng long Ankylosaurus các bạn. Wow. Oh, đây là một chú dê các bạn. Goat. Wow. Một chú dê thích ăn cỏ, một loài động vật khá là hiền lành.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.